Và điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là một số điều các bạn cần phải suy nghĩ. Hiện bây giờ, cuộc chiến liên quan đến GameStop thì chúng ta cũng chưa chắc là có đầy đủ cái nguồn tài lực cần thiết để tiếp tục đẩy giá GameStop tăng lên và tăng lên. Bây giờ thì lại bị phân tâm, các bạn thấy được là tài nguyên thì chỉ có bao nhiêu nó mà thôi. Chúng ta ngoại trừ đã thấy càng ngày càng nhiều người hơn tham gia vào cái uh, subreddit này và nhiều người tham gia vào, không chỉ để tham gia vào mà tham gia vào rồi có cái ý định là sẽ bỏ tiền của mình ra để mà tiếp tục đẩy giá lên. Chứ nếu không thì làm sao để thể tiếp tục đẩy giá của GameStop lên Và thậm chí bây giờ nguồn tài nguyên sẽ bị chia ra Các bạn thấy được là nhiều người sẽ đẩy giá những cổ phiếu khác lên Nhiều người lại lựa chọn là đẩy giá bạc lên Và một số người còn lại là tiếp tục chiến đấu để mà đẩy giá Jimmy lên Thì các bạn thấy được là cái nguồn tài nguyên sẽ bị chia ra làm nhiều phần Cho nên cái sự mà cần thiết bây giờ đó là cái subreddit phải có nhiều người và nhiều người hơn quan tâm đến Và phải có nhiều người và nhiều người hơn chấp nhận đưa tiền của mình vào trong những thị trường đầy để mà đẩy giá lên Chứ nếu không các bạn thấy mà nếu như mà cứ tiếp tục như vậy mà càng ngày lại càng có nhiều những cái nhóm người mới tham gia vào để mà short GameStop thì làm sao có thể là chiến thắng được. Đây là một điều rất là khó khăn bây giờ và thậm chí các bạn thấy được là ngoại trừ những người mà thực sự là có cái ý nghĩ là họ muốn chiến thắng, họ muốn dạy cho những công ty lớn một bài học. Những người nào mà chỉ muốn tham gia vào phong trào để kiếm lời đây thì sẽ bắt đầu là chốt lời khi mà giá cả cổ phiếu tăng lên mạnh. Các bạn thấy được đây là một điều mà sẽ diễn ra và sẽ tiếp tục diễn ra. Cho nên cái sự khó khăn bây giờ đó làm sao để kiếm được thêm nhiều người và thêm nhiều người và thêm nhiều người tiếp tục mua cổ phiếu của GameStop, tiếp tục mua những call option GameStop để mà đẩy giá lên. Và bây giờ lại có một số người kêu gọi là hãy làm điều tương tự đối với cái thị trường bạc. Và các bạn cũng nên nhớ là cái thị trường bạc đó là một thị trường rất là lớn, không giống như là GameStop. Bây giờ GameStop đó họ đẩy cái cổ phần của công ty GameStop lên thì cho đến ngày hôm nay đó, công ty GameStop chỉ đáng giá thường nhớ là hai mươi mấy tỷ tuy là hai mấy tỷ là một cái số lượng tiền rất lớn nhưng mà các bạn thấy được là so với lại thị trường bạc đó chúng ta nói chung là bạc thực sự và bạc giấy đó thì mình thấy được là thị trường này sẽ lên tới là một phẩy bốn mươi hai nghìn tỷ điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây là đây là thị trường rất là lớn và khác với lại cái thị trường liên quan đến GameStop các bạn thấy được là GameStop là một cái điều rất là thông minh của những nhà đầu tư thông thường ở trên Wall Street Bank là họ biết là cái hợp đồng đó là nếu như mà họ mua call option thì những công ty những cái sàn giao dịch đó là họ phải có sẵn hay là nếu họ không có là họ phải đi thu mua cổ phiếu GME để mà để đó lỡ như mà cái option đó là họ exercise như là họ bắt đầu là lấy hợp đồng đó đưa cho những sàn giao dịch để mà lấy cái số lượng cổ phần của GME của mình cho nên đây là một điều mà dẫn đến là càng nhiều người mua call option ở trên những sàn giao dịch thì càng dẫn đến là giá cả của Jimmy càng tăng lên tại vì những sàn giao dịch bắt buộc là họ phải đi thu mua những cái cổ phần Jimmy này nhưng mà ngược lại thị trường bạc rất là khác các bạn thì được là nhiều người bây giờ là nói là cách mà hiệu quả nhất đó chính là thu mua SLV SLV là một trong những cái quỹ đầu tư bạc mà có thể là đẩy giá bạc lên nếu như mà nhiều người thu mua cái cổ phần của quỹ đầu tư SLV này nhưng mà có hai điều các bạn cần phải lưu ý Hồi nãy thường có xem cái Youtube của Mike Maloney Mike Maloney là một người mà rất là nổi tiếng Mà đã đưa ra một cái series liên quan tới cái sự thật về tiền tệ Và chúng ta cũng đã biết là Mike Maloney cũng là một người mà rất là yêu thích thị trường crypto này Thì Mike Maloney sáng nay đã chia sẻ rất chi tiết là cái vấn đề liên quan tới quỹ đầu tư SV này đó Là hai vấn đề rất là lớn Và có thể là không có sự phản ứng tương tự như là GameStop Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thấy được đó là đầu tiên hết ở trên cái hợp đồng của SV này đó các bạn thấy là hợp đồng SV này có để là nếu như mà trong cái trường hợp là không có đủ bạc đó thì có thể là sử dụng một cái mục trong hợp đồng là quy ra tiền để mà đưa cho những cái người mà cần phải lấy bạc, có nghĩa là khi mà họ mua những hợp đồng này đó, khi mà họ muốn đổi qua để mà lấy bạc thì có thể là công ty lựa chọn là đưa tiền thay vì là phải đi mua bạc để mà giao cho họ, đi là cái sự bị rất lớn đối với lại cái tình hình của GameStop tình hình GameStop là những cái sàn giao dịch là phải đi thu mua cái cổ phần của Jimmy để mà giao cho những cái nhà đầu tư nhưng mà ngược lại đối với quỹ đầu tư của Silver thì không phải là như vậy SLV có thể là sử dụng một cái mục ở trong cái hợp đồng để mà giao tiền thay vì là phải đi thu mua bạc làm như vậy thì làm sao có thể là ép cái số squeeze ép cho cái số lượng bạc bị thu mua lớn trên thị trường dẫn tới giá cả tăng mạnh được đó là điều đầu tiên điều thứ nhì là chúng ta cần phải hiểu được đó là cái quỹ đầu tư SCB này có nói rất là rõ là cái quỹ này phần lớn là đứng sau lưng đó chính là bạc nhưng mà cũng có thể là có một số những cái tài sản khác không phải là bạc chứ không phải là bắt buộc là quỹ đầu tư này có bao nhiêu thì đứng sau lưng đó là phải có bao nhiêu đô la là bạc có nghĩa là ngoại trừ bạc ra cũng có thể là lưu trữ những loại tài sản khác và các bạn cũng đang thấy được là trên cái prospectus có nghĩa là cái giấy tờ hợp đồng của cái quỹ đầu tư SAV này và trong hộp đầm này có dùng một cái chữ đó chính là contemplate có nghĩa là nghỉ Thì các bạn thấy được là quỹ đầu tư này nghĩ là tới cuối ngày, mỗi một ngày đó Thì ở trong cái nơi mà lưu trữ cái số lượng bạc đó Có thể là có 1.100 ounces bạc là nằm trong cái nơi mà lưu trữ bạc đó Có nghĩa là họ chỉ nghĩ vậy thôi chứ họ không có là nói chắc chắn là họ sẽ có cái số lượng bạc đó Đây là hai cái điều rất là quan trọng Khi mà chúng ta nói tới cái việc là đẩy cái giá của bạc lên và ngoài trên một điều khác nữa các bạn cũng đã biết là thị trường bạc là một thị trường rất là lớn cho nên muốn đẩy giá thì phải cần cái nguồn tài nguyên nhiều hơn là đẩy giá của cổ phiếu GME và đương nhiên đẩy giá lên thì cũng có thể là không có hiệu ứng lớn như là GME tại vì những công ty họ có thể là lựa chọn là giao tiền thay vì là giao bạc thực sự nhưng mà các bạn thấy là trong vòng hai ngày qua đó thì cũng đã có một số những cái người hưởng ứng và thực sự mình nói là giá bạc cũng đã được đẩy lên thì chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi coi coi là tình hình của tuần sau như thế nào những nhà đầu tư liên lạc có thực sự là có khả năng để mà đẩy giá bạc lên mạnh hay là không hay là cuộc chơi sẽ bị thay đổi vì những cái lý do pháp lý nào đó cho nên đây là điều mà chúng ta sẽ tiếp tục thay đổi cho nên đối với thùng bây giờ đó thì những nhà đầu tư riêng lẻ trên Wall Street bet đương nhiên là có thể là hợp nhau để mà đẩy giá bạc lên. Nhưng mà câu hỏi là đẩy giá bạc lên cao tới khi nào và có thể tạo ra cái hiệu ứng short squeeze như là của GameStop hay là không. Và GameStop trong tuần sau xin như thế nào nếu như mà nhiều người ở trên Wall Street bet subreddit đẩy hết tiền vào trong thị trường bạc thì sẽ như thế nào đối với lại cái giá của Jimmy nếu mà không có nhiều người tiếp tục thu mua. Và chúng ta thấy được đó là bây giờ đã qua nhiều ngày thì có một trong những cái thuyết rất là quan trọng thông mới vừa xem uh, của Joe Salmon thì đã nói là bây giờ chúng ta hãy nhìn lại đi trong vòng mấy ngày qua thì có rất nhiều người là cùng nhau vỗ tay để mà hoan hô để mà ủng hộ những nhà đầu tư riêng lẻ về cái sự việc mà họ đã có thể đánh sập một số những quỹ đầu tư liên quan đến cái vấn đề của giảm stop và bản thân Thuận cũng là một người mà rất là hứng thú khi mà chúng ta thấy là những người bình thường cũng có thể hợp lại để làm ra một chuyện lớn như vậy nhưng mà trên căn bản đó suy nghĩ kỹ lại thì ai là những người mà kiếm được tiền ai là những người mà đã mất tiền thì các bạn thấy bây giờ đã có một số những cái dẫn chứng cũng như là những cái bài lập luận rất là sâu sắc liên quan tới cái vấn đề này đầu tiên hết các bạn thấy được là ai là người kiếm được tiền thì là những người mà tham gia vào phong trào này đầu tiên những người mà mới đầu đẩy tiền vào để mà đẩy giá của công ty GameStop tăng lên những người nào mà mất tiền đó chính là những người mà tham gia cuối cùng các bạn hãy đưa giá tăng lên mà nếu các bạn là những người cuối cùng tham gia vào thì các bạn sẽ là người mà lỗ khi mà giá đi xuống tại vì khi mà những người mà đi đầu họ chốt lời thì giá sẽ đi xuống thì các bạn cứ nghĩ đi a là người sẽ bị lỗ cuối cùng cũng là những nhà đầu tư riêng lẻ cho nên cuối cùng chỉ là một phần nhỏ của những nhà đầu tư riêng lẻ sẽ kiếm được tiền phần còn lại sẽ bị mất tiền tại vì tiền đương nhiên là không phải là từ không khí mà ra mà tiền là đến từ những người khác người thua mới có người thắng tiền các bạn lời là từ người ta lỗ mà ra bà A là người lỗ nhưng bây giờ nhiều người nói là có thể những người đầu tư riêng lẻ đến sau cùng sẽ là những người mà phải ôm cái lỗ này và đương nhiên những người nào mà lỗ thì có những công ty hedge fund lớn có thể là bị lỗ nhưng mà các bạn thấy được là những nhà đầu tư riêng lẻ người ta bây giờ nói là có thể những nhà đầu tư riêng lẻ hợp lại với nhau lỗ còn nhiều hơn là những cái hedge fund lớn nữa đây là đầu là tiên điều thứ nhì nếu như đây là một cuộc chiến mà lấy từ nhiều có tiền để mà chuyển qua những người mà không có tiền thì cũng không đúng lắm tại vì cuối cùng một nhóm người khác mà có lợi nhuận đó chính là những người mà có tiền mà đang ở trong hội đồng quản trị của công ty GameStop các bạn thấy được đương nhiên là công ty GameStop cổ phiếu đang tăng thì những người mà lưu trữ cổ phiếu nhiều là ai là những người trong hội đồng quản trị những người mà có tiền thì cũng như là các bạn thấy là một mặt thì những nhà đầu tư riêng lẻ là đánh sập những cái công ty mà đang sốt nhưng mà một mặt khác thì lại làm cho những người có tiền lại càng giàu hơn những người mà đang giữ nhiều cổ phiếu của GMB những cái người trong hội đồng quản trị của công ty GameStop và điều thứ ba nữa được nói tới đó chính là các bạn thấy được là không chỉ riêng là những nhà đầu tư riêng lẻ kiếm tiền mà chúng ta bây giờ lại có dẫn chứng đó là có ít nhất là chính quỹ đầu tư lớn chính cái quỹ đầu tư lớn họ đã đi vào cái diễn đàn Wall Street Best này và họ là những người mà thúc đẩy những người bình thường mua để làm gì để cho họ trục lợi tại vì những công ty lớn cũng có phần để mà đẩy giá lên Tại vì sao? Tại vì chúng ta cũng đã nói là những công ty lớn đó Những cái vôi chúng ta thường hay gom lại mà nói một cái nhóm Nhưng mà thật ra mà nói là trong cái nhóm cái vôi đó Họ luôn cạnh tranh lẫn nhau Thì công ty này thì muốn lấy cái số lượng người của công ty kia Công ty này thì muốn lấy khách hàng của công ty nọ Cho nên họ vẫn là tiếp tục chiến đấu với nhau Và đương nhiên cái tình hình này đó Nhiều công ty lớn sẽ đứng sau lưng của cái nhóm người đầu tư riêng lẻ của Wall Street Best Để làm gì? Để cho họ cùng nhau trục lợi các bạn thấy được là thông tin là công ty BlackRock đó là kiếm được có thể lên tới là 1,2 tỷ đô la trong cái sự kiện GameStop này. Tại vì sao? Tại vì họ cũng cùng nhau thu mua công ty GameStop để mà đánh sập những công ty khác để cho họ kiếm được lợi nhuận hơn. Thì cuối cùng ai kiếm được tiền? Các bạn thấy được là những thông tin đều cho thấy được là có rất nhiều những nhà đầu tư lớn đang kiếm được tiền trục lợi từ cái sự việc GameStop này những nhà đầu tư riêng lẻ đương nhiên của người kiếm được tiền nhưng mà nhiều người lo ngại là cuối cùng những người mà lỗ nhiều nhất vẫn là những nhà đầu tư riêng lẻ đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay các bạn nghĩ thế nào về những cái sự kiện này thì các bạn hãy comment bên, bên dưới và chúng ta sẽ tiếp tục xem coi là trong cái tháng 2 này những chuyện gì sẽ xảy ra và sẽ một tháng thần nghĩ là rất là sôi động cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi cái video ngày hôm nay thì ở phần cuối video này tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital và nhiều bạn có biết là bản thân Thuần chỉ thích hô và đầu tư dài hạn nên là trung bình giá Thuần thì không có thích trade hàng ngày nhưng mà thông tin này dành cho những nào mà đang tìm hiểu những sàn giao dịch thì trước hết chúng ta có những ưu đãi liên quan tới sàn margin FX đây là một cái sàn margin nhưng mà hiện bây giờ là không có hỗ trợ Hoa Kỳ nhưng mà những cái nơi khác là có thể được sử dụng như là ở Việt Nam, ở Canada vân vân và bây giờ X đang có một cái đợt ưu đãi liên quan đến Tết Việt Nam và trong đó chúng ta có những chương trình đầu tiên hết là cuộc thi demo có nghĩa là các bạn có thể là tham gia với tài khoản thử nghiệm nhưng mà có thể được được, được thưởng đọc Tether và tổng giải thưởng trị giá lên tới 2998 chương trình thứ nhì là cạnh tranh tài khoản thật và các bạn thấy được là cạnh tranh tài khoản thật đó là chúng ta có thể đạt được cái tổng giải thưởng lên đến trị giá là 12.800 đồng USDT và cuối cùng hoạt động thứ ba là chia sẻ lợi nhuận với bạn bè để giành được thưởng may mắn và các bạn thấy được là cái tổng số giải thưởng có thể lên tới 1.103 đồng Tether. Đây là những cái thông tin căn bản các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới này để tìm thấy những thông tin chi tiết hơn. Và ngoài ra như bài nào mà đăng ký tài khoản mới đó thì 20 người đăng ký đầu tiên sẽ được 1000 điểm Snap, 80 người đăng ký tiếp theo sẽ được thưởng 500 điểm Snap và 100 người đăng ký tiếp theo sẽ được thưởng 250 điểm Snap. Và chương trình này các bạn thấy được là sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 1 và kết thúc vào ngày 4 tháng 2. Và đương nhiên các bạn cần phải sử dụng link giới thiệu của Thuận Capital bằng cách là bấm vào link đăng ký hay là các bạn có thể thêm vào cái mã là WQ30AOB khi mà các bạn đăng ký sàn FX. Kế tiếp chúng ta sẽ nói tới một sàn khác cũng là một sàn margin nhưng mà có hỗ trợ US Trader đó chính là sàn EMT. Thì sàn này là một cái sàn mà hiện bây giờ các bạn thấy được là có deposit bonus, nghĩa là các bạn có thể được thưởng và giải thưởng có thể lên tới là 620 đồng USDT, các bạn có thể được thưởng cái deposit bonus lên tới 400 USDT và cộng vào đó nữa là các bạn có thể được thưởng thêm 220 đồng USDT khi mà các bạn hoàn thành một số nhiệm vụ. Và sàn này là một sàn mà cho các bạn sử dụng margin cũng như là các bạn có thể là sử dụng những cái chức năng như là chức năng copy trade. Và kế tiếp chúng ta sẽ nói tới sàn binance quốc tế, sàn này thường nghĩ là không cần phải giới thiệu nhiều, đây là sàn lớn nhất hiện bây giờ và các bạn tham gia thông mua lên thùng cáp được các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch thông thường và 10% phí giao dịch futures. Các bạn chỉ cần bấm vào một trong hai link này các bạn sẽ được thưởng cả hai. Các mà bấm vào link đăng ký giao dịch spot các bạn sẽ thấy được là bên dưới sẽ để là kickback rate 20%. Đây là một chuyên dẫn chứng là các bạn có thể nhận được 20% giảm phí giao dịch khi các bạn đăng ký thông qua liên thuần video Một lần nữa các bạn chỉ cần đăng ký một trong hai link thôi thì các bạn sẽ được thưởng phần thưởng cho cả hai futures và giao dịch thông thường. Kế tiếp là sàn Binance US Đây là sàn mà dành cho những bài nào mà đang ở Hoa Kỳ Các bạn có thể tham gia vào Và đương nhiên những dịch vụ mình thường mới vừa nói tới Các bạn có thể là bấm vào cái link màu xanh lá cây Đăng ký giúp hỗ trợ Thì bên nhóm của Thuận sẽ cố gắng để mà trả lời những thắc mắc của các bạn Khi các bạn sử dụng những cái dịch vụ này Cũng như là kết nối với các bạn Với lại những cái telegram chính thức tiếng Việt Của những dịch vụ này Và chúng ta cũng có sàn Bybit Một sàn margin rất nổi tiếng mà Thuận làm video gần đây các bạn thấy được là sàn này là một sàn mà hiện bây giờ cũng không có hỗ trợ Hoa Kỳ nhưng mà những bạn khác ở những nước khác thì có thể, thể sử dụng và bây giờ sang Bybit đang có một cái chương trình rất là lớn các bạn có thể được thưởng lên tới 620 đô la và đây là một cái chiến dịch đang diễn ra và sẽ kết thúc vào ngày 5 tây tháng 2 và nói trở lại liên quan đến sàn MT thì các bạn thấy được là cái bonus này sẽ kết thúc vào ngày 26 tây tháng 2 cho những bạn nào mà có hứng thú chúng ta bây giờ hãy nói tới cái sàn mà rất đầu tiên ở Hoa Kỳ đó chính là sàn Coinbase. Đây là một cái sàn mà cho những bạn mới sử dụng, rất dễ sử dụng. Các bạn có thể là đăng ký thông qua liên thuận Capital, được. Các bạn sẽ được tặng 10 đô la sau khi mà deposit và mua 100 đô la bất cứ một cái crypto nào. Kế tiếp nữa chúng ta sẽ nói tới ứng dụng BlockFi. Đây là một cái ứng dụng tham gia để mà các bạn có thể được lãi hàng tháng và bây giờ các bạn có thể được bonus deposit lên tới 250 đô khi mà sử dụng link của thuận capital. Đây là một vụ mình thường đã sử dụng gần như là một năm nay và kế tiếp đó chính là crypto khoan. thường nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết là chúng ta sử dụng dữ liệu của crypto khoan rất là nhiều ở trên channel này và các bạn có thể được thưởng 30 đô la credit khi mà các bạn nâng cấp tài khoản thông qua link của Thuận Capital. Và đây là những dịch vụ mà Thuận muốn giới thiệu với các bạn. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.